Vẫn còn thịt đây này anh nhỉ? Vâng, đúng rồi đấy. Vẫn còn khối thịt này. Anh làm mấy con dao này bằng bằng nòng pháo hay là ấy đấy? Mảnh pháo. Mảnh pháo à? Vâng. Mảnh pháo tốt. Không biết là cái xương gì đây. Anh chưa ơi. Cái xương gì đây? Xương con bò ấy, không nọ vừa chết một con bò về thịt không nọ. À đấy á. Thế treo cái này để làm gì anh? Treo để hôm sau mang xuống ăn hay sao nhỉ? Sao? treo để làm gì anh? À cái này là treo để sau này ninh à. Ăn nhưng mà nó chưa nó không nổ không khô, chưa vâng. Khô nó treo để cho khô hạn để. À tức là để hôm sau vẫn còn ninh được, nó không bị hỏng mất. Ninh và hầm xương. Lớp lẩu. Và cái. Và chúng là còn ít thịt nào thì chế ra vẫn còn thịt đây này anh nhỉ. Vâng đúng rồi đấy. Vẫn còn khối thịt này. Vâng đấy, cho là cho mình ninh trừ ra là cái đấy lại ra thịt này, có thịt này. Vâng đúng rồi. Này nhưng mà vẫn còn nhiều thịt lắm anh ạ. Đúng rồi, chôn hết ra. Vâng. Trên này không biết là những cái thịt gì tất trên này này. Trên đấy là thịt, vẫn là thịt trâu mà. À vẫn là thịt trâu anh. Thịt trâu thì con bò ấy. Con bò con trâu đúng không? Vâng. Đây xương này, nguyên một bộ xương sườn. Vâng. Đây xương gì? Đây một rổ thịt trâu khô. Vâng. Đây nhà anh làm ngô. Ngô giống. Ngô giống à anh? Vâng. Bên này là đỗ giống đúng không anh? Vâng. Đỗ giống. Đây này, thịt tất đây này các bác này, thịt trâu khô này, xương. Này trong rửa đi xong vẫn ăn tốt các bác ạ. Cái dây này làm bằng cái da con trâu. Đấy, da trâu đúng không anh? Da trâu ấy. Vâng, khỏe lắm ấy. Da trâu để bò con trâu. Vâng, bền lắm anh ạ. Cái da trâu này bò con trâu thì con trâu nó không cứng được. À. Em thấy người ta đi kéo gỗ toàn bằng cái này thôi anh ạ. Rồi, cái đấy thì nó mới không cứng được. Vâng. Nó dính, nó kéo vạt đá không cứng được. Vâng. Đây là cái chỗ để anh nấu. Đây nấu rượu đây. À anh nấu rượu đúng không? Đúng anh đấy, nấu rượu vào cái bạc này đúng không? Vâng, cái hàng mua kia đấy. Vâng. Mua đây, à anh vừa bữa trước anh nấu bằng rượu ngô đúng không? Đây rượu ngô đây. À đây thảo nào lúc nãy vào toàn có thấy ngô đây này. Đây, vừa nấu đây. Mấy can rượu đây. Vâng. Tết đây. Đây là cái bỗng à cám lợn. Vâng, đây là mấy con rượu đấy. Mấy con rượu. À, hai can này rượu ngô hết à anh? Rượu ngô hết mà. Rượu ngô này uống nặng lắm anh ạ. Mình để cho thử tí nhé. Vâng, tí anh cho em thử một. Cái này mình nói mình thử nó. Vâng. Tí cho em thử một tí. Thế là thì ra có chú chế ra chưa? Vâng, vâng, vâng. Hôm nay tôi vào nhà anh chơi. Hay là mang một ít thịt trâu vào để mấy anh em uống rượu. À, uống bia. Tiện thể thế là quay luôn tí cho các bác ở trên mạng xem. Mấy con dao này sắc cực kỳ này. Anh làm mấy con dao này bằng nòng pháo hay là ấy đấy? Mảnh pháo. Mảnh pháo à? Vâng. Mảnh pháo tốt lắm. Mảnh pháo này làm mới chuẩn này. Vâng. Chính nhíp không ăn thua bằng mảnh pháo đâu anh ạ. Vâng. Mảnh pháo. Nhíp phải là nhíp mấy cái xe tốt cơ. Vâng. Chứ mấy cái nhíp bây giờ không ăn thua đâu. Vâng. Nhíp nó không được sắt bằng mảnh pháo đâu. Vâng, mảnh pháo mới là đỉnh cao anh ạ. Mảnh pháo đỉnh cao lắm. Vâng. Em kiếm suốt mà không được cái mảnh pháo. Này, mảnh pháo là khó lắm. Vâng, khó kiếm. Anh đang chắp cho tí rượu ngô uống thử. Đấy, trong veo luôn. Đấy, cái vạc. Nó gọi là cái gì? Cái phễu. Cái này gọi là cái tiêu hay là cái gì để hóng rượu để cho nó tích tụ để nó xuống ấy. Đúng không anh nhỉ? Đúng rồi, cái này to lắm các bạn ạ, to lắm. Vâng. Còn đây là khu bếp nhà anh chưa? Khu để tắm thì là ngoài kia. Đây, ngô đây là chuẩn bị để đây là ngô để anh cho để ngô nấu rượu đấy. Nấu rượu mà tích cận đấy ngô để nấu rượu anh. Ừ. Đây, lúa là anh để tất trên này này, nhiều lúa lắm. Đây này bao nhiêu rượu đây chưa nấu nữa này mấy. Ồ,
À đây là anh đang ủ đây à? Ủ tất ủ, rượu đây à? Mấy cái này vừa nấu rồi. À cái này nấu rồi. Mấy thùng này chưa nấu này. À mấy cái này là ủ rượu. Ủa, chứ anh nấu để bán hay là để uống mà anh nấu nhiều này? Không đủ nó. Ôi giời ơi. Anh chơi anh thầu ở trên núi Phan Xi Păng ấy, thành ra là có nhiều anh em làm cùng lắm. Cho nên là tốn rượu lắm, nấu nhiều. Mọi năm anh thịt cả con bò còn hết mà. Rồi, tôi dừng video đây, quay chơi vui vui cho các bác xem tí. Chào các bác.